chào quý vị khán giả. Trong những ngày vừa qua, dư luận xôn xao khi một phụ huynh tố cáo con mình bị bạn đánh tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là phụ huynh này cho rằng nhà trường đã bao che, không xử lý vụ việc. Những tâm sự bức xúc được livestream trên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt người theo dõi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải ra công văn đề nghị thành phố Hồ Chí Minh xác minh thông tin và xử lý vụ việc, báo cáo về Bộ trong ngày 31 tháng 5. Cụ thể thì phụ huynh này đã quay clip, sau đó livestream và đăng bài trên mạng xã hội xung quanh vụ việc con mình vô cớ bị bạn đánh, nhưng nhà trường lại không cho bà gặp người đã hành hung con mình mà yêu cầu hai bên gia đình tự giải quyết với nhau. Livestream đã nhận được gần 5 triệu lượt người xem, hơn 30.000 lượt chia sẻ, đa phần là phẫn nộ và bức xúc. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn tuần qua của tạp chí Môi trường và Cuộc sống, và tôi là Phương Thảo, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Về phía nhà trường đã có báo cáo tới Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận có một phần trách nhiệm khi để xảy ra sự cố đáng tiếc này giữa các học sinh với nhau. Tuy nhiên, theo nhà trường, một số phụ huynh đã có những hành động và thái độ không phù hợp, không hợp tác với nhà trường, đồng thời có xu hướng lạm dụng truyền thông để kích động, bắt nạt trực tuyến. Bạo lực học đường là vấn đề bạo lực đang xảy ra đối với học sinh của trường. Vì vậy, phải khẳng định rằng đây là trách nhiệm chính từ phía nhà trường. Việc người mẹ có nguyện vọng được gặp đối tượng đã gây ra bạo lực đối với con không có gì là quá bất thường. Thế nhưng nhà trường chưa thể đáp ứng được yêu cầu đó thì cũng chưa thực sự phù hợp. Cần phải thể hiện sự cảm thông, thấu hiểu tâm trạng của phụ huynh và mong muốn đề nghị phụ huynh được cùng phối hợp với nhà trường. Và hơn hết có thể giải thích để phụ huynh thấy rằng cũng cần phải có sự xem xét, giải quyết một cách ổn thỏa nhất. Về phản ứng của người mẹ trong câu chuyện trên, chúng ta cũng rất dễ hiểu tâm trạng của phụ huynh khi mỗi bậc cha mẹ chứng kiến hoặc biết được thông tin con mình bị bạo hành, bạo lực như vậy. Trong trường hợp này, phụ huynh, tức là mẹ của cháu bé là nạn nhân của bạo lực đấy, cũng chưa được chuẩn bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi con mình là người gây ra hoặc là nạn nhân của bạo lực, chứng kiến bạo lực. Vì thiếu kiểm soát cho nên người mẹ cũng chưa suy nghĩ được thấu đáo và cũng chưa hình dung được hết những hệ lụy của cách giải quyết bộc phát của mình. Phụ huynh không lường được tình huống con mình bị bạo lực nên rất bất ngờ. Những phản ứng của phụ huynh cũng là bộc phát, chắc chắn thái độ tiêu cực đến bản thân học sinh, nhà trường và chính cha mẹ học sinh này. Trong rất nhiều trường hợp, trẻ có những mâu thuẫn xung đột và dùng bạo lực để giải quyết cũng có rất nhiều mức độ. Mâu thuẫn xung đột này có thể chỉ là chốc lát, có thể trẻ không nghĩ nghiêm trọng đến như vậy. Sự nóng giận của cha mẹ, của thầy cô lại đẩy sự việc đi rất xa. Để đòi hỏi nhà trường có trách nhiệm, phụ huynh lại đưa chính những hình ảnh những đứa trẻ được cho là bị bạn cùng trường bắt nạt để cư dân mạng đánh giá. Điều đó chẳng khác nào việc các nạn nhân bị bắt nạt thêm một lần nữa. Cần phải cẩn thận khi đưa con em mình lên mạng xã hội. Thật khó hiểu khi những hình ảnh không che mặt của trẻ, vạch áo, xoay lỗ tai của trẻ hoặc vén áo của trẻ lên để đưa những vết thương nhằm mục đích buộc tội bên kia. Và rồi sẽ rất khó nếu hai bên không có quy trình rõ ràng được chia sẻ giữa hai bên và thống nhất từ trước, cũng như rất khó nếu hai bên không thể tin tưởng lẫn nhau. Sự việc những đứa trẻ bị bắt nạt khi được đưa lên mạng xã hội đã trở thành ngoài nổ cho một cuộc tranh luận, mạt sát, tấn công tập thể. Cư dân mạng tự cho mình quyền trừng phạt mà chẳng cần tìm hiểu rõ thông tin. Trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một từ quốc tế trùng với tên ngôi trường nọ đã bị vạ lây, nhận mưa đánh giá một sao trên mạng xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tiến Khoa, Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, mọi người hãy cân nhắc và cẩn thận, có trách nhiệm trước những hình ảnh mình làm ra và viết ra, đặc biệt là trên không gian mạng. Nó lan truyền rất nhanh, nhiều khi mình muốn điều chỉnh lại khó. Không bàn đến vấn đề ai đúng, ai sai, trách nhiệm nhà trường đến đâu, vì điều đó cần có đủ thông tin và do các cơ quan có thẩm quyền phân xử. Nhưng có một điều chắc chắn rằng không thể loại bỏ bắt nạt cũng như hành vi bắt nạt như trong vụ việc này. Vâng, thưa quý vị, và chính bản thân các em lại thấy rằng tại sao có thể làm to chuyện đến như vậy. Rất có thể rằng là những hành vi đó của cha mẹ lại làm các con đang phải chịu thêm những áp lực từ phía bạn bè, nhà trường. Nếu như các con chưa nhận thức,
chưa được nhà trường trang bị cho những kỹ năng để giải quyết vấn đề hiệu quả, có thể các con sẽ bị cha mẹ cuốn theo hướng đó. Biện pháp phải phòng ngừa chính là nâng cao nhận thức thông qua truyền thông, qua những tài liệu, các hoạt động giao lưu, các cuộc họp phụ huynh, hoạt động trao đổi, phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ. Thông qua quá trình bổ sung bồi dưỡng kiến thức, bản thân họ cũng sẽ biết đánh giá, xem xét, phân tích để họ nhìn được cách giải quyết như thế nào là phù hợp hay không phù hợp. Họ sẽ nhìn lại chính mình và bản thân học sinh cũng như vậy. Bạo lực học đường là vấn nạn đã được nhận diện từ lâu, nhưng thời gian gần đây đang có chiều hướng gia tăng với mức độ phức tạp, trở thành nỗi bức xúc của toàn xã hội. Theo số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra gần đây nhất, trong một năm học, toàn quốc đã xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau, tức là khoảng 5 vụ một ngày. Cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau, cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau. Đáng lo ngại hơn, theo thống kê của Bộ Công an, mỗi tháng có hơn 1.000 thanh thiếu niên phạm tội. Trước kia, tội phạm giết người trong độ tuổi từ 30 đến 45 chiếm số lượng cao nhất. Nay thì tội phạm ngày càng trẻ hóa, đa phần ở độ tuổi từ 18 cho đến 30 chiếm tới 41% tội phạm giết người. Bạo lực học đường không phải là vấn đề riêng của Việt Nam. Theo báo cáo của UNESCO, hơn 30% học sinh trên thế giới từng là nạn nhân của việc bắt nạt. Gần 1/3 học sinh đã bị các bạn ở trường bắt nạt ít nhất một lần trong tháng và một tỷ lệ tương tự bị bạo hành thể lý. Bạo lực học đường và bắt nạt hầu hết do các bạn cùng trang lứa gây ra. Vậy, ở các nước, quy trình xử lý bạo lực học đường như thế nào? Cách giải quyết ở Pháp sẽ là gia đình báo nhà trường hoặc ngược lại. Ba bên sẽ có một cuộc hẹn sau đó để tìm cách giải quyết. Nếu không tìm được tiếng nói chung, thì gia đình nạn nhân sẽ có thể kiện kẻ hành hung ngay cả khi các em đang ở độ tuổi vị thành niên. Theo Điều luật 222-11 của Bộ Luật Hình sự Pháp, thì trẻ em trên 15 tuổi hoàn toàn có thể bị phạt án tù 6 tháng đến 1 năm nếu hành hung bạn dẫn đến mất khả năng làm việc trong vòng 8 ngày. Với trẻ nhỏ tuổi thì hình thức kỷ luật, thậm chí đuổi học tạm thời sẽ được áp dụng. Tuy vậy, luật 19 tháng 10 năm 2020 của Pháp cũng quy định rõ việc sử dụng hình ảnh của trẻ vị thành niên trên mọi nền tảng xã hội, cho dù đấy là nạn nhân hay bị cáo nhưng không được sự đồng ý, sẽ bị phạt tù 1 năm và 15.000 euro. Cũng tương tự, việc quay phim, chụp ảnh tại nơi thuộc quyền sở hữu tư nhân và phát tán sẽ bị kiện nếu chủ sở hữu không đồng ý. Nên tại Pháp, việc tuân thủ quy trình tự khiếu nại khi xảy ra đánh nhau tại trường học rất được phụ huynh và nhà trường chấp hành. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Thanh niên Quốc gia Pháp cũng có số điện thoại nóng 3020 để các em gọi khi xảy ra vụ việc mà không dám báo gia đình. Mới đây, Tòa án Thẩm phán Paris đã xử 18 tháng tù cho mẹ một học sinh vì tội bạo hành một giáo viên tiểu học khi bà này nghĩ rằng cô giáo đã không bảo vệ con mình. Thưa quý vị, một trường học an toàn lành mạnh là mong ước chung của toàn xã hội. Nhưng thực tế là bạo lực học đường diễn ra khắp nơi trên thế giới và chưa bao giờ thực sự chấm dứt. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng lại tam giác nhà trường, phụ huynh và xã hội là điều quan trọng. Một tam giác phối hợp chứ không phải đổ lỗi cho nhau. Đã đến lúc cần vạch rõ ranh giới của trách nhiệm, quyền hạn xử lý bạo lực học đường trong một quy trình phổ cập rộng rãi. Nếu chính người lớn chưa thể quản lý cảm xúc phẫn nộ của mình, thì khó hy vọng trẻ nhỏ vượt qua cái bẫy bạo lực, vì người lớn là tấm gương sống động nhất cho trẻ học theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Góc nhìn tuần qua số lần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.